Ui, cá. Ui, con cá chép to thế. Ui. Con cá đầu tiên. Con cá đầu tiên. Con cá đầu tiên. Wow. Con cá đầu tiên. Ok, xin chào tất cả các bạn. Cuối tuần lại có rảnh, lại rảnh được đi câu đây. Tuyệt vời. Hôm nay câu ở dưới chân cầu này nhá. Thấy trên mạng đang đồn cá đang vào đây nhiều lắm. Thấy đồn thế thôi chứ còn chả biết nhà. Ta đồn thế thì mình biết thế thôi. Có mấy người câu đây. Thôi xuống rồi. Nhiều người câu. Đông người này chắc cũng chả có ăn gì mà câu. Cái giật gì kìa. Có cá à? Ôi giời, nhiều rêu. Nước bây giờ đang vừa mới rút hết, chuẩn bị lên lại. Người câu. Hôm nay mình sẽ câu mồi thịt gà là một. Và mồi thứ hai là tôm. Mỗi cần một loại mồi, xem nó sẽ là cái mồi gì. Tiên sẽ là câu một gà trước đi.
Lên con cá đầu tiên các bạn. Con small. Con cá nhỏ ạ. Con này thả đi thôi. Vừa mới vắt xuống rồi lên luôn. Con này thả đi rồi. Con này 100% thả đi rồi. Đo xong phát thì sẽ thả đi luôn. Đây. Con này 28cm mới được lấy các bạn nhé. Con này chắc mười mấy cm. Nam kiểu ảnh. Con này 20 phân. Đặt phát cắn luôn, vừa mới thả cần. Alright. See me. Không chịu đi này. Đặt phát cắn luôn. Được một cháo. Hai cặp đà luôn, hy vọng là bắt được thằng Anh rồi các bạn. Giờ ngồi chờ đợi thôi các bạn ạ. Đó mà có con 2 cân cắn giật cho sướng. Câu trong cái điều kiện như này lâu lâu phải kéo lên chứ còn rêu nó bớm. Rêu nó bám nó che hết mồi cũng chả nhìn thấy mồi đâu. Không bơi đi à? Con cá vừa mình thả đi à? Lại bị sóng đánh tạt vào chắc. Ui, ốc này. Ốc đồng ngoài định ăn thịt con cá này. Ui giời, ốc này. Ok, muộn rồi các bạn. Giờ về thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tối rồi, dọn nhanh không nhìn thấy gì. Về.